À, xin chào các anh em, hôm nay mình sẽ lên cho anh em một con Ford Territory nâng cấp một hệ thống âm thanh nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các anh em là cái dàn âm thanh mà con Ford này nó lên ha. Đầu tiên đó là hai bộ loa. Để lên một cái cấu hình âm thanh thì đầu tiên chúng ta phải lên cho mình một cái bộ loa nha các anh em. Tại vì loa là cái thành phần nó sẽ tạo ra âm thanh và nó tới tai người nghe, nên nó là thứ quyết định đầu tiên đến chất lượng hệ thống của dàn âm thanh. Nên mình muốn lên âm thanh, lên gì lên? Đầu tiên phải lên loa đã, loa phải hay đã. Còn những thứ khác, thiết bị khác là giúp mình khai thác cái bộ loa này hiệu quả nha các anh em. Rồi đây mình giới thiệu cho các bạn đó là lên bộ loa Slash Fiber nha, VS165SF. Bộ này là bộ hai quay nha các bạn, hai đường tiếng. Và đây phân bộ phân tầng, đây là chép, đây là mid bass đây. Ngoài ra con này còn lên một cái con sub vocal đó, Inside i sub ht nha các bạn. Con này là vua trong dòng sub điện rồi, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy một con sub tầm cỡ 7 đến 9 triệu. Nhưng mà để tìm một con sub mà lên tới tầm giá 12 triệu thì mình đảm bảo bạn là không có con sub nào tầm giá này ở tại thị trường Việt Nam đâu. Con này quýnh là phải nói là chùm sub điện á, nó quýnh gần như sub hơi vậy đó. Và đây là cái bộ xử lý DSP nha các bạn. DSP này có tích hợp âm ly nha, có tích hợp âm ly, có nghĩa là mình ở đây mình không xài âm ly nữa mà nó có công suất xuất tín hiệu ra và hát trực tiếp tới loa luôn, chứ không cần âm ly nữa. Trong đây đã được tích hợp âm ly rồi ha. Và ở bộ âm thanh này thì mình cũng, anh chủ anh thường xuyên lái xe nên mình sẽ chọn là phía trước mình sẽ đánh ắc ti ha, còn hai hàng ghế sau mình sẽ đánh bassy, có là đánh thông qua bộ phân tầng. Tức là nó mình sẽ dùng 4 cái kênh đường tiếng, con này là 88 nha các bạn, tức là 8 kênh tín hiệu và 8 kênh công suất. 4 kênh mình sẽ dùng đánh ắc ti phía trước, 2 kênh dành cho sub và 2 kênh còn lại đánh cho hai cánh cửa sau ha. Đó thì đây là cái cấu hình âm thanh cho con Territory này ha. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể lên website abkk.vn hoặc gọi điện số hotline 1900252526 để mình tư vấn cho các bạn các cấu hình âm thanh phù hợp với xe của mình và phù hợp với túi tiền của mình và phù hợp với cái nhu cầu nghe nhạc của mình nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.